Hello, chào anh em. Thì mình bảy dính một em chim đầu đỏ anh em. Có một cặp nhưng mà dính một con à. Con này chắc con mái. Con trống nó không có vô lục anh em. Vậy thôi. Thôi mình đem con mái về. Có thằng em nó cần đầu đỏ mình mới đi bảy. Chứ bảy về mình cho nó, còn nếu không là mình về mình cũng thả anh em. Rồi, tạm biệt anh em nha. Chúc anh em xem lúc vui vẻ. Tạm biệt, tạm biệt.